tổng thống mỹ vừa lên tiếng công bố sẽ cứu sống phi nhung và đem trở về việt nam sớm nhất kính thưa tất cả đại gia đình của chúng ta đã quay trở lại với những thông tin mới nhất về phi nhung thực sự liên quan tới sự việc gần đây rất nhiều người bàn tán xôn xao trước những thông tin hiện tại phi nhung vẫn còn sống tại mỹ tuy nhiên sự việc này diễn ra như thế nào cũng như tại sao mọi người lại bàn tán về thông tin phi nhung còn sống chứ không phải là cô ấy đã qua đời rồi sao để hiểu rõ hơn trong sự việc này, chúng tôi đã đi tìm người có liên quan trong vụ việc, đặc biệt là Wendy Phạm, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung, để hỏi cho ra lẽ cũng như thật hư, có thật sự là Phi Nhung còn sống hay không. Theo đó thì Wendy Phạm mới trả lời với chúng tôi rằng, thật sự con xin nói tất cả sự việc này trong thời gian vừa qua để cho tất cả khán giả được biết, đó là hiện tại mẹ của con vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Cali. Tuy rằng khi con chia sẻ những dòng thông tin này thì con nghĩ rằng mọi người sẽ không tin, nhưng sự thật là vậy. Cái ngày mẹ được các y bác sĩ tại bệnh viện cho rẫy thông báo là còn một phần trăm của sự sống, thì tại đây con cùng với chú Quỳnh đã bày ra một màn kịch, đó là đưa mẹ con từ Việt Nam qua Mỹ bằng chuyên cơ riêng và chiếc máy bay này được gọi là máy bay phản lực của quân đội Việt Nam. Theo đó, con đã âm thầm che giấu một sự thật, đó là mẹ của con vẫn đang được điều trị tại Mỹ. Mẹ nằm tại khu hồi sức tích cực tại bệnh viện nơi mà rất nhiều người cộng đồng người Việt đang sinh sống và thờ tất cả mọi người, đó là những thông tin mà Wendy Phạm vừa cung cấp cho chúng tôi. Được biết theo đó thì không chỉ là tin đồn nữa mà đây là sự thật 100% khi mà Wendy đã công bố việc mẹ của mình còn sống cũng như những hình ảnh mà Wendy cung cấp cho chúng tôi ngay sau đây thưa tất cả mọi người không có lửa thì làm sao có khói và những hình ảnh này có thể thấy phi nhung của chúng ta vẫn còn có một nét gì đó rất yếu và theo như thông tin mà chúng tôi cập nhật được gần đây từ bệnh viện cali thì một số thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của phi nhung cũng đã được chúng tôi nắm bắt đó là hiện tại giờ đây cô ấy chỉ còn đúng một lá phổi mà thôi tại vì virus corona trong cơ thể đã biến chứng rất mạnh khi mà virus xâm nhập vào cơ thể nó ăn dần ăn mòn cơ quan lục phủ ngũ tạng của phi nhung So với nhiều người thì căn bệnh này ngay tại thời điểm hiện tại không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên để mà nói Phi Nhung là một ca sĩ đã bị mắc Covid từ 2 năm trước cho tới nay vẫn chưa khỏi, điều này là một điều cực kỳ hiếm trong y học của chúng ta. Khi mà con virus này vẫn rất cứng đầu, trong cơ thể của cô ấy vẫn chưa nào dứt ra được vì nó đã biến chứng rất nặng, từ con virus Corona cấp 1 mà cho tới hiện nay nó đã lên cấp 10 rồi thì quý vị có thể hình dung là nó rất mạnh khi con người của chúng ta với sức đề kháng rất yếu mà virus này đã ăn dần mòn cơ thể thì có thể không lâu nữa phi nhung sẽ chính thức vĩnh viễn ra đi